Ý nghĩa hình tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ còn quẩy một chiếc giày. Có hai thuyết như sau. Thuyết thứ nhất, hình ảnh một chiếc giày như muốn nói lên rằng cuộc đời thật sự cũng chỉ là một cõi đến đi mà thôi. Thiền trượng mà Ngài dùng để quẩy chiếc giày lên vai là biểu trưng của sự giác ngộ. Chiếc giày để lại mộ phần, dù là con người chết đi, nhưng vẫn lưu dấu trên dương thế. Dấu vết đó sẽ tùy duyên mà hiện hữu hay tuyệt diệt. Còn chiếc giày được Ngài mang về cõi Tây Thiên, chính là cõi siêu thoát. Như vậy, hình ảnh sư tổ Đạt Ma quẩy chiếc giày cũng chính là lời nhắc nhở con người. Muốn giải thoát thì trước tiên cần giác ngộ, loại bỏ tham sân si mà sống tích cực hơn với đời. Thuyết thứ hai, theo lời dạy của thiền sư Thích Thanh Từ, hình ảnh tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài chỉ có một đôi dép lại không quẩy hết mà chỉ quẩy một chiếc, như vậy là không còn chấp hai bên nữa. Nhưng thế này, tổ muốn dùng hình tướng để nói lên cái ý chí lý tưởng của mình, chứ không phải tổ dạy cho mình cái chỗ hoàn toàn cứu kính như lời Phật đã dạy ở trong kinh. Tôi muốn cho tất cả thấy rằng chúng ta đau khổ là vì chấp hai bên. Nếu dứt chấp hai bên thì không còn đau khổ nữa. Ví như mỗi chúng ta thấy người ta khen là quý, là mừng, là vui. Khi bị người ta chê thì sao? Là buồn khổ. Mừng vui khi được khen thì cũng sẽ buồn khổ khi bị chê. Ngài khuyên chúng ta đừng có mang cái khen chê mà hãy sống với cái tâm an, thanh tịnh thì người đó là người hết khổ.